Xin chào tất cả các anh em và những fan hâm mộ ở trên trên Facebook là Chim Cú Gáy Hay và trên YouTube là Chim Cú Gáy Hay của Thao. Như đã hẹn thì hôm nay mình thực hiện cái clip này là ngày mùng 7 tháng 1 2018 và 3 ngày nữa tức là 8 giờ 30 phút tối ngày mùng 10 tháng 1 năm 2018 mình sẽ ra một chương trình số 3. Chương trình tri ân khách hàng số 3. Mình xây dựng nên cái này ngoài cái mục đích là đam mê và cũng là để nói lời cảm ơn tới tất cả những khách hàng cũng như những người đã tin tưởng và đã cùng đam mê và cùng nuôi con chim cú gáy với một cái trang trại chim cu nhân cái giống chim chim non từ những chú bố mẹ sinh sản gây ra cái giống chim mã ngỗng phấn hồng, một trong những giống chim hay điển hình ở Bắc Bộ. Thì mình có thể là làm được cái việc nhỏ nhất là cái việc tổ chức ra cái chương trình để mà cho mọi người cùng tham gia cho vui. Thế bây giờ đã ra được số thứ 3 đó, mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Thì thông báo với anh em, như anh em đã từng tham gia 2 số rồi thì anh em sẽ tham gia số này là số tiếp theo, và cũng có thể là anh em nên chia sẻ hoặc là nên giới thiệu cho những bạn bè người thân, một phần cũng sẽ cùng chơi, hai phần sẽ tăng thêm những cái cơ hội cho người thân mình để đón nhận được một chút cái tình cảm của Thao đại diện cho cái vườn chim cú gáy Bắc Bộ với cái nick là Chim Cú Gáy Hay trên mạng. Thì cái phần thưởng ở cái số 3 như sau, chương trình tri ân khách hàng số 3 như sau. Thứ nhất là sẽ có một đôi chim non. Đôi chim này thì cũng đây là đôi chim non và mình muốn gửi đến ai đó đã tham gia trực tiếp vào 8 giờ 30 phút tối ngày mùng 10. Khi các bạn tương tác với mình trên Facebook và comment trên Facebook tìm ra được ẩn số đáp án thì các bạn sẽ mình sẽ cũng như hai số kia mình sẽ là ghi chép lại và mình sẽ làm rất là công bằng và công tâm. Bởi vì đằng nào thì mình cũng đã có cái lòng của mình là mình đã bớt một chút cái vốn nho nhỏ của mình trong cái vườn chim một vài con trong một cái vườn chim rất là nhiều chim. Đối với mình thì nó không vấn đề gì cả, tuy nho nhỏ. Đối với mọi người mà những người chim cu thì đó cũng là cái quý mà đó cũng là cái tình cảm của mình. Đấy là cái giải thưởng số 1. Còn cái giải thưởng thứ 2 là một chú chim chơi, một chú chim khách. Chúng ta có thể treo lên giàn và cái giải thưởng thứ 2 này thì tí nữa mình sẽ quay cái hình ảnh. Và các bạn cũng trong cái qua kinh nghiệm đúc rút từ cái 2 số trước thì mình cũng đã tổng kết lại là mình sẽ phát trực tiếp và cơ hội dành cho những người tham gia trực tiếp đó vào 8 giờ 30 phút của tối ngày mùng 10 tháng 1 2018 là chương trình số 3. Mình đã phát 2 chương trình số 2 số hố rồi và cũng đã công khai và đẩy những cái thông tin và những cái clip chính thống của những người đã may mắn nhận được cái tình cảm đó cũng như những chú chim đó. Thì chương trình số 3 này mình cũng sẽ làm theo phong cách là trực tiếp. Và cũng xin nói trước là anh em cũng không nên bình luận những cái lời khó nghe hoặc là có những cái nó thái quá. Bởi vì bản thân mình không biết làm gì hơn, mình là xây dựng nên thế. Nếu như các bạn làm được như mình thì các bạn mới thấy là nó khó khăn như thế nào. Bởi vì thực ra là tập thể không bao giờ là có chung một đáp số. Có thể là những cái lúc mình phát lên
các bạn đã đoán ra đáp án, nhưng mà cái mạng với cái tiếp nhận tức thời và mình nhìn thấy ngay tức khắc cái tương tác trực tiếp đó thì mình xác nhận cái chủ nhân. Nhiều bạn sau khi mình đã xác nhận rồi thì các bạn không được thì các bạn lại có những cái lời nói là không công bằng, thì tôi cũng không biết làm thế nào cả. Giải thưởng thì có 2-3 giải thưởng và phát trực tiếp trên mạng xã hội thì nó là toàn quốc. Thì vừa rồi có những bạn ở tận trong miền Tây, có một bạn ở miền Bắc đó, thì bây giờ thì nó có rất nhiều miền và rất nhiều người nơi nuôi chim cu, và mình xây dựng nên này là mục đích là vui là chính, chúng ta cũng không nên là ăn thua cái gì cả. Đó là cái mà nguyện vọng của mình. Nếu như các bạn cũng làm như mình thì các bạn mới thấy là các bạn cũng có thể làm, muốn làm tốt hơn, thì quả là một cái điều là chúng ta phải phấn đấu và chúng ta phải nhìn nhận rất là lành mạnh trong cái xã hội này. Đó, bản thân trong cái quá trình mình cung cấp chim bố mẹ hoặc là trứng chim hoặc chim non ra thị trường thì có rất nhiều những cái có thể nói là áp lực, có những niềm vui, có những người thì cảm ơn rất là ok bởi vì họ đạt được cái mục đích của họ, và có những người thì thực sự là mình cũng rất là khó, tại vì có những con chim mà nó non quá, bón các bạn về các bạn bón nó chưa thành công được, có thể là thiếu kinh nghiệm thì nó cũng có thể rủi ro, thì có thể các bạn lại không đạt được cái ý của các bạn, nên các bạn lại nói là thế nọ thế kia, thì mình chỉ biết bảo là chim thì nó là chim non, mà bây giờ mùa thì mùa đông, nên ra là các bạn trừ phi các bạn có kinh nghiệm nuôi thì các bạn mới đặt hàng, còn các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn nên nhờ mình nuôi non thuần hóa đến lúc biết ăn thóc thành thạo thì mình sẽ chuyển cho các bạn. Đó là một số cái ý mà mình muốn nhấn mạnh qua cái kênh này. Thì cái giải thưởng số 1 sẽ là một chú chim non. Đây là chú chim non. Đó. Mình sẽ quay và các bạn thấy là gì. Đó. Giải thưởng là một chú. Mình sẽ chụp ảnh để công khai cái giải thưởng này lên. Giải thưởng là một cặp chim non để các bạn về nuôi từ nhỏ, nó sẽ rất thuần. Nó thuần hay không thì các bạn nhìn đây thì các bạn biết nó rất là hiên ngang, đúng không? Đó. Thế đó là giải thưởng số 1. Giải thưởng số 2. Giải thưởng số 2 là một chú chim. Đó, các bạn nhìn rõ. Đó. Một chú chim. Bây giờ là nhà anh em tối rồi, khoảng 5 giờ tối rồi, ánh sáng nó cũng không được nét lắm, mà chim là nghe có vẻ nó cũng muốn vào trong nhà rồi. Đó, anh em có thể là cũng phải thông cảm, mình muốn là đưa lên những cái thông tin như thế này để các bạn chủ động, các bạn chia sẻ và các bạn đón nhận cái khoảnh khắc có thể nói là hồi hộp mà hấp dẫn, có thể nói là nếu như các bạn đánh đề thì các bạn biết rồi, cứ cái giờ đấy là các bạn rất là hồi hộp, đúng không ạ? Các bạn chơi xổ số các bạn biết rồi, thì đây là các bạn không mất cái gì cả, mà mỗi lần sau mỗi một cái cuộc vui như thế thì tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó, rất là vui. Đó, mặc dù là có thể là phấn đấu mỗi một tháng là sẽ ra một lần, có thể là chương trình nó sẽ rất là còn duy trì liên tục. Đó, thì anh em cũng hết sức là thông cảm cho mình, có những cái gì chúng ta lên vỗ vai, cùng nhìn nhận vào vấn đề, và chúng ta sẽ cùng phát triển cái giống chim tốt, chúng ta cùng chơi cái thú chơi, đó là cái đam mê, và cũng đó là những cái đi vào cái thực tế. Đó, anh em là sẽ ok. Đó, và cái để cũng như là sắp đến cái Tết rồi, mình cũng thay mặt cho những người làm chương trình và thay mặt cho vườn chim cu gáy miền Bắc thì mình xin chúc qua cái Noel vừa rồi mà sắp đến đón Tết âm lịch của chúng ta rồi, mình chúc các bạn là sẽ chăm sóc tốt chú chim của mình và sẽ có những cái niềm vui từ chú chim đó, và cũng như thể hiện cái tinh thần đó mình sẽ ra một cái
giải thưởng tiếp theo, đó là cái giải thưởng mà một chú chim nữa, đó là một chú chim. Chú chim này thì nó là chú chim, mình tạm gọi nó là chú chim đốm đầu. Đó, thì các bạn nhìn chú chim này thì nó sẽ là cái giải thưởng số 3 để cho anh em đón nhận cái giải thưởng. Đó, thì các bạn có thể là biết là mình cũng rất là công phu, rất là tâm đắc. Đó, thì cuối video mình xin nhắn lại là các bạn lên tham gia và chia sẻ cái clip này giúp mình, cũng như là để cho cái sân chơi càng ngày càng rộng hơn. Số điện thoại của mình là 0163530582. Bên mình thế mạnh là bán ra những giống chim chuẩn, mang ngỗng phấn hồng, giọng thổ và chim chú chim non khỏe mạnh, và những cặp chim bố mẹ cộng với những chú chim đột biến gen và những chú chim khách và chim chú chim mồi cây và mồi đất, sẽ cố gắng làm sao chất lượng tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn.